Xin chào các bạn. Đây, đố mọi người biết đây là cây gì ạ? Cây này là cây mà người ta hay gọi là người ta muốn ước nguyện cái gì á, người ta hay cầu sao băng đúng không ạ? Đây là cây sao băng. Cây sao băng này thì có cái gọi khác là hổ nhĩ trắng và cây mao đài chỗ. Loài thực vật có trong họ tâm ma. Sao về đúng lúc rồi này? Loài này thì loài bản địa Trung Quốc và Việt Nam. Cây đây là một loài cây lâu năm, độ mọc cao khoảng 30 đến 21 cm, 21 đến 30 cm. Thì với lá bầu dục và màu xanh đậm, mỗi lá có 4 vệt màu mọc lên, màu trắng ha. Tôi nghĩ tưởng dưa hấu ăn vào. Cây này có ý nghĩa mang lại sự may mắn, niềm vui cho gia chủ và trên mặt lá có đường sọc trắng xen lẫn với cả màu xanh rất là bắt mắt. Chính vì thế mà nó làm cho chủ vườn cái khu vực để của mình nó bớt nhàm chán hơn và bớt đơn điệu hơn. Đặc điểm của cây này thì là lá mọc đơn đối xứng. Đối xứng và hình bầu dục. Các đoàn nghe. Có 8 gân mặt lá thì có màu xanh thẫm, giữa thì có gân cỏ đốm trắng. Hoa tự hình 8 và mọc phách qua bên nho trên. Cách để chăm sóc cây này thì đơn giản lắm. Cây này thì để trong bóng mát ấy, âm. Để bóng mát ẩm. Và dưới ánh nắng. Dưới ánh sáng mà yếu, cây có thể sinh trưởng. Và mùa hè thì cần che bóng và tưới nước. Tưới nước thường xuyên, định kỳ phun nước lên cây và phải giữ độ ẩm cho cây. Sao cây này nhau thôi. Mọi người thấy cây gì không ạ? Giống cây lá dương xỉ đúng không? Nhưng mà đây không phải là cây lá dương xỉ. Đây là một loại cây được gọi là cây lá măng. Còn hay được gọi là cây thủy tùng mini. Đó. Cây này thì là một loại cây để bàn văn phòng và được ưa chuộng tại Việt Nam với màu xanh bắt mắt và dễ chăm sóc và phát triển mạnh mẽ. Thì cây có ý nghĩa phong thủy là sự tự tin, phóng khoáng và may mắn, hạnh phúc. Ô sao cứ thế rồi nhỉ? Hết rồi. Cây lá măng này thì giống cây bụi nhỏ và thân dáng mảnh mai và màu xanh và được phân thành nhiều mảnh vươn lên dài. Cây lá măng này thì ra hoa nhỏ và có màu trắng và mọc thành cụ, nhưng mà cái cây này của mình thì chưa ra hoa nhé. Mọi người về chăm sóc một thời gian thì nó sẽ ra hoa. Đó. Mỗi cụm sẽ là từ 3 đến 4 hoa.
và trên mỗi cuống hoa, mỗi cuống cây sẽ ngắn và mọc ra các cái ngọn ở đầu các cành để bọc ra hoa. Giống cây này rất thích hợp để trồng làm cây cảnh quan tạo kiểu và tiểu cảnh trong các bồn hoa chậu. Và cây lá măng này thì rất dễ để trồng và chăm sóc, rất thích hợp để trong không gian của gia đình, để ban công, để bàn làm việc. Đây rất đẹp đúng không ạ? Cây này xinh lắm, mảnh mai dễ thương. Đừng lên hộp quá. Ừ. Ờ. Vâng, nhìn ta.